Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Lekona shabd behta waqt baaki vyakaran hai sakt mera takht hai mera takht hai ye aamaran wo aagman ya ho brahman parikrama hazar hai char hai kya chand uske paas jo misal hai sawal hai na hai jawab ye khayal se na va. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn ca khúc Team Vọng Cổ Remix đang hot ở trên TikTok nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông ở đây để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên mình sẽ vuốt lên và đóng ngược lại 2 lần. Bùm, bùm. Và đánh ra 1 và 2. Rồi sau đó mình sẽ đẩy tay phải qua và dừng theo câu hát xa anh mới ban chiều. Rồi sau đó mình để tay lên cái phần vai bên trái. Thế mà lòng sao buồn hiu. Buồn hiu là mình sẽ để hai ngón út và kéo xuống như thế này. Rồi sau đó mình sẽ đặt tay qua 1, 2, 3, chéo, 4, đặt, 5. Rồi mình đưa tay xuống chân như thế này và để trái tim. Ok, tùm tùm chắc. Để nói bao điều là mình sẽ đưa tay lên miệng như thế này. Sau đó có chữ là sao ta là mình sẽ ngoáy phần tay như thế này. Là sao ta. Rồi đặt tay xuống. Nói chung là yêu. Đó, mình sẽ vuốt phần tai qua như thế này và chụp vào thành trái tim. Rồi, mà đó có phải thì mình sẽ bẻ phần trái tim xuống như thế này. Đó có phải là yêu không? Là mình sẽ yêu không, là mình sẽ để hai tay như thế này. Rồi, câu cuối cùng, mọi người sẽ vuốt qua như thế này. Mà sao vắng anh thì buồn. Ok, mà sao vắng anh thì buồn. Rồi mình để hai tay qua. Là thế là xong. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ ghép nhạc với tốc độ chậm nha. Ok. Yêu, yêu. Chúng ta đã hoàn thành xong các khúc Teen Vọng Cổ đang hot trên TikTok rồi. Thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Bin làm video dạy nhảy nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.